À, xin chào mừng các bạn đến với một cái chiến dịch tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một chiến dịch mới của một cái faction mà rất nhiều anh em đã đề nghị, đó là faction Suebi, người tộc người Đức. Cái faction này nó có đặc điểm là nó có khả năng đánh đêm các bạn ạ. Nó có khả năng phục kích và đánh đêm và tấn công theo kiểu Frenzy, có nghĩa là gây sốc cho đối phương. Nói thực sự thì quân Suebi thì đời đầu của nó rất là cùi, toàn là lính rất là cùi. Từ sau thì nó mạnh hơn một chút xíu, nhưng mà cuối chung là cũng rất là khá. Đời đầu thì rất là cùi, đánh nhau thì hơi khó. Ngoài ra thì quân của nó không giống như mấy thằng Sứ Gôm. Sứ Gôm thì lính khoảng đời 3 là nó rất là ngon rồi, đời 2, đời 3 là nó có thể đi đánh nhau rất tốt rồi. Nhưng mà với Suebi thì phải là lính đời cuối mới có thể mạnh được. Đối với faction này thì chúng ta sẽ được cộng 20% tinh thần chiến đấu cho tất cả các binh sĩ chiến đấu với các đội quân Barbarian. Chúng ta được cộng 100% income từ nghĩa là thu nhập từ cái việc cướp bóc và cướp sạch đó. Rồi cứ để vào chiến dịch đã xong thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái cụ thể hơn. Bây giờ thì nó cũng chưa có cái gì để giới thiệu nữa. The Celts think themselves superior. Ông này ông giới thiệu chúng ta cái lãnh thổ của mình ấy mà. Rồi, ban đầu vào thì chúng ta có một kẻ thù, đó là cái thằng Boi này, và xung quanh á, được. Và xung quanh của chúng ta là các tộc Đức khác. Còn đây là một thằng Sứ Vô. Đây là Đức này, Đức này, Đức này, Đức này. Và đâu đó trên này cũng là Đức này. Cả cái vùng này. Đến đây, đây là nước Đức. Chỉ có chúng ta là... và chúng ta cũng là một tộc người Đức. Đối với cái faction, các cái faction là cùng chủng tộc ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này đấy không? Save Blood có nghĩa là cùng dòng máu. Khi mà chúng ta có thể sử dụng cái giải pháp là thống nhất lại các cái bộ tộc bằng cách đề nghị chúng nó gia nhập bộ tộc của chúng ta, thì nó sẽ trở thành phe của chúng ta, gia nhập bộ tộc của chúng ta. Cái này thì nó cũng giống như mấy thằng Sứ Gôm thôi, nhưng mà chắc là mình cũng chưa dùng đến cái giải pháp đó. Bây giờ thì mình nghĩ là người đầu tiên mình sẽ tấn công này đã. Đó, các bạn nhìn này, tỷ số mà như thế này thì chúng ta làm sao mà thắng được, đúng không? Nhưng người Đức người ta có một cái khác. Đây, sẽ dồn hai đội quân này vào một. Đó. Rồi, dồn hai đạo quân này vào. Thì cho nốt thằng này vào đây quân đoàn nữa. Rồi, các bạn nhá, ngay cả khi như thế này thì cái tỷ lệ thắng của bạn vẫn rất là thấp, bởi vì chúng nó có thêm một cái đơn vị quân tiếp viện đây. Thế thì bây giờ như thế này thì bình thường các bạn đánh các cái faction khác các bạn sẽ không thể thắng được, thì như thế này nó thực sự thế. Nhưng đối với Suebi thì nó có một cái lợi thế khác. Các bạn nhìn đây, có cái nhìn gì nhá, Night Attacks. Night Attacks có nghĩa là đánh đêm. Ngoài cái việc bạn đánh như vậy vào ban đêm thì nó sẽ ngăn không cho cái đơn vị quân này nó tiếp viện lại cho cái thành này đấy. Mà khi mà nó không được tiếp viện thì các bạn thấy nó quá dễ dàng rồi, nên là trận chiến này easy, chúng ta sẽ giải quyết một cách đơn giản, thấy chưa, không có gì khó khăn. Cái thành này thì thực sự mình cũng không muốn chiếm đâu, mình sẽ chiếm lý tuyển thôi, sau đó mình sẽ có thể là mình sẽ rút đấy. Mình sẽ cướp được tiền túi tiền nữa. Rồi. Ở đây. Mình sẽ... ấy, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp các cái công trình này nữa. Đầu tiên mình sẽ xây cái này để có thể tuyển cái đội cung thủ và xây bắn đá. Đầu tiên chúng ta cũng phải nâng cấp công nghệ vào đây để có xây bắn đá. Chưa cần nhà lính vội. Bây giờ thì mình sẽ... có vài cái đề nghị. Này. Welcome, worthy friend. Hay quá. This. Này. Well met, friend. Sit and let your words move me. I will take word about nhau. Ấy, thôi được. Mấy thằng này chắc hơi khó. Greetings. Now speak plainly. Mình muốn đập thằng này để thống nhất cái lãnh thổ cơ. Nhưng chắc mình sẽ không ký cái hiệp ước của nó. Come. Let me hear. Nó không chịu hòa bình à? Peace. I laugh at your peace.
Cái thành này mình cướp đi này thì sau nó sẽ nhanh, rất nhanh nổi loạn. Nhưng mà bởi vì mình cũng muốn nó nổi loạn, bởi vì mình cũng không muốn chiếm cái thành này, cho nó thành thành nổi loạn luôn. Rồi, bây giờ đến sang đến cái mảng chính trị. Chúng ta sẽ lấy vợ cho nhà vua đã. Đấy rồi. Chả. À, trừ 11 điểm trung thành nhé các bạn, yên tâm này. Trong 20 lượt đầu tiên của chiến dịch thì các bạn sẽ không bị lo đảo chính. Nên các bạn cứ để chính cái này nó âm thoải mái. Nên các bạn cứ thoải mái đi. Bây giờ thì mình sẽ cứ để nó thế. Từ từ nó sẽ tăng dần. Rồi. Bây giờ thì ngoại giao rồi, chính trị rồi, công nghệ rồi. Nói qua lượt. Các bạn thấy không? Cũng không phải là... nó cắm trại à? I speak as the sword cuts. Cũng được. Dù sao mấy thằng Đức này nó cũng khá thân thiết. Rồi. Come, sit, share my fire. Oh, father, be praised. How can I help? Ready for battle. Nó sẽ không dám quay lại tấn công bởi vì là chúng ta có lực lượng quân đông hơn nó. Rồi mình sẽ tiêu diệt các bạn này. Những trận đánh mà nó easy như này thì mình không cần phải đánh gì. Các bạn thấy không? Toàn trên 80% rồi. Rồi. Ok. Đây. Đối với cái faction này thì các bạn cộng cho mình một ít nhất một điểm vào đây. Một điểm cũng được. Cái này nó sẽ cho phép các bạn đánh tấn công đối thủ theo kiểu frenzy và tăng sĩ khí này. Nó tăng sĩ khí khi mà đánh đêm và khi phục kích ở trong rừng. Đấy. Đó là một trong những đặc điểm rất là đặc biệt của Swaby. Mà chỉ có Swaby mới có. Rồi, chúng ta sẽ rút về đây. Mình sẽ để cho cái thành này nó nổi loạn đây. Không sao cả. Coi như nó thành một cái thành dự trữ của mình, để nó làm lá chắn. Bây giờ mình sẽ thử đàm phán với thằng này xem nó hòa bình. Speak quickly and well. Đòi 1300 rồi, tôi cho mày. The gods bless you with wisdom, and my people will greet your acceptance with arms outstretched. Muốn giải quyết được phương Bắc thì đầu tiên là có lẽ mình bỏ cái đơn vị này đi, mình chờ có cái lính xịn hơn, mình sẽ tuyển. For the tribe. Giảm áp kích. Rồi. Qua lượt. Some are born great. Cái thành của mình phía Nam chuẩn bị có nổi loạn bây giờ mà. Đối với cái thằng Skull này, nó tương đương với Spy. Các bạn hãy cộng vào cái dòng này cho mình. Nó sẽ tăng tốc độ hồi máu cho quân đội này. Đấy. Nó thông báo là lượt sau sẽ có nổi loạn ở đây đúng không? Ok, không sợ. Nổi loạn thoải mái. Ready for further orders. All father be prey. Chúng ta có thể tuyển được một champion. Vâng. Đây. Cái này vừa tăng tinh thần chiến đấu, vừa giảm áp kích của cho quân đội này. Đấy, rất tuyệt. Lần sau mình sẽ cho nó vào quân đoàn này. Bây giờ thì chờ để nó nâng cấp công nghệ đã. Còn phải mất 2 lượt nữa mới lên được. Bây giờ chúng ta chưa thể xây thêm nhà quân được. Mình sẽ đàm phán ngoại giao tiếp xem. Con khỉ này nó vẫn chưa chịu train. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish. Thằng này nó đi chiến tranh mấy thằng dưới này. Greetings to you. I trust you come with honorable words that I. Thôi được rồi, cứ để từ từ đấy á. Tích tiền và giải quyết, các bạn thấy không? Chúng ta
tạo ra một cái vùng đệm an toàn bên dưới bằng một cái thành hủy loạn đó. Tất nhiên chúng ta cũng không thể để mãi như vậy được. Sau này thì có khi mình giải quyết xong cái chiến trường phương Bắc thì mình sẽ lại quay xuống. Rồi cho mấy thằng nổi dậy để nó chiếm cái thành này đi. Dù sao thì chúng ta không giữ được. Cho quân nổi dậy nó chiếm. Rồi ok. Không ảnh hưởng gì lắm. Mất đi tiền là mà. Cho cái thằng này vào đây. Ready for orders. Put the mead down. For the all highest. Chưa được một cấp nữa mới nâng cấp được cái này. Come, sit, share my fire. Warriors. Bây giờ muốn tấn công được bọn kia thì phải dùng các cái đơn vị quân khá khá một chút đấy. Công thành. Và xe bắn tên. 12 đơn vị à? Được, qua lượt đã. Qua lượt đã rồi tính sau. Lại có dịch bệnh ở đâu ấy? Trừ 10 public order. Vãi thật. Trong phòng 2 lượt. Oh father be praised. How can I help? Chúng ta sẽ thay cái tướng này bằng một cái tướng của phe mình, nhưng mà đây. Tướng này cũng khá ngon. Đây, mình cần cái thằng Soulmaster này. Đây là lính đời cuối rất mạnh của sứ vô. Đó. Đây rồi. Sau khi nâng cấp xong cái nhánh này thì các bạn nâng cấp sang cho mình nhánh này. Nhánh này nó tăng trị an và tăng cái để chúng ta có thể tuyển luôn được cái thằng chính trị gia nữa. Bởi vì là trị an của bọn sứ vô này, à bọn suy bi này rất là thấp. Nó cần phải ổn định đó. Đấy, 3 lượt nữa chúng ta sẽ có xe bắn đá. Oh father be praised. How can I help? Oh father be praised. How can I help? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy rồi. Hơi nhiều. I am the fist of the goddess. Đây rồi. Cái này nó giảm áp kích rất là mạnh cho quân và tăng sĩ khí. Đối với cái con Sir Maiden này, nó là một cái hero nữ tướng. Thì các bạn cộng vào cái này cho mình này. Cái này nó sẽ tăng tấn công cận chiến, phòng thủ cận chiến cho các cái đơn vị quân đội của chúng ta. Và tăng kinh nghiệm cho các đơn vị quân được tuyển theo lượt đấy. Rồi nhà vua đã trở về. Mất một lượt nữa chúng ta mới hồi được quân. Tiếp tục ngoại giao xem nào. Welcome, worthy. Thằng này nó cũng chịu. Thằng này thì chiến tranh loạn xạ bên dưới. Tình hình nó không được yên ổn lắm nhỉ. Welcome. Welcome. Tích để có tí tiền đã. Tí nữa chúng ta sẽ phải tiêu tiền rất nhanh. Trừ 2 chỉ A. Ok. Không cần. Ready for battle. 2 lượt nữa. Qua lượt đã. Quân đoàn của nhà vua nó cũng cộng cái gì nhỉ? Nhà vua được hỗ trợ cái gì? Quên rồi. Come, sit, share my fire. Ủa, thằng này đến lúc thằng này bị dính bệnh đầu mùa. Ready for orders. Ready.
Nhà vua đã tăng tinh thần chiến đấu, trừ tinh thần chiến đấu của binh sĩ của quân địch. Ôi, nhà vua ngon lắm. Bị dính corruption. Dù sao thì nhà vua cũng ngon hơn thằng này. Đây. Rồi. Lượt sau thì có thể mình sẽ để thằng này nó ở đây. Một lượt nữa. Quân đoàn của nhà vua giảm đáng kể áp kíp ấy. Một lượt nữa. Thằng này fight with us. It's a good life. Ready for orders. Come, sit. Share my fire. For the all highest. Trừ 20% tinh thần chiến đấu. Bị dịch bệnh nhỉ? Rồi. Cứ đợi nó qua lượt đã xem tình hình nào. Oh father be praised. How can I help? Thằng tiếp vào đây ạ. Cho binh sĩ của mình nó mạnh hơn chút xíu. Rồi, tăng tấn công một trận chiến này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tuyển đội quân phục. Death in battle. There is no finer ending. Ba cái xe bắn đá. Ready for orders for the all highest. Thêm một đội cung nữa. Từ 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 từ. Rồi sau mình sẽ di chuyển ra ngoài này và bắt đầu giao. Thằng này chiến tranh với thằng này này. Tốt. Chúng nó bận việc để làm và cho phát triển ra quân đội trên lãnh thổ ra. Ôi giời ơi. Mình sẽ tiêu diệt thằng này trước này. Mình cũng đang kích được một lượng tiền cũng khá mà. Đấy, đối với người Đức thì các bạn cứ đánh từ từ thôi, không phải vội đâu. Đầu tiên chúng ta cần phải giải quyết phương Bắc. Chúng ta cần phải trở thành vua của phương Bắc đã. Bị trừ chị A nè, không sao cả. Get moving. Journey completed. Warriors all. We need good fighters. Rồi, năm đội cung bắn cho nó rực rỡ. Come, sit. Chúng ta cần nhiều cung. Ready for battle. For the all highest. When your feet bleed, you can moan. You have further orders? Come, sit, share my... I don't care how tired you are. Quá người phát sợ. The love of gold can stir evil in men. Ôi, nó đến chơi mà nó đòi lắm tiền thế. The love of gold can stir evil in men. Get... thì cho mày chơi. The spirits have no distance. No, 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 no. Đòi hơi nhiều tiền của anh ấy. Thirsty for battle. You get to work. Một đội cung. Come, fight for us, lads. Ba đội bắn đá. For the all highest. Vẫn ổn. Chà. Từ từ đã, xem tình hình này. Đi do Thái rồi. Nó không có quân.
father be praised. Quân đoàn nữa nói đâu. On the move. Có một quân đoàn nó đâu nhỉ? Tranh thủ lúc nó không có quân thì tem nó luôn. Mình đang định mua thêm một xe bắn đá. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink before words pass. Rồi. Thirsty for battle, we take this settlement, lay siege to their hovels, besieging Sylvan. Móc lốp ngay. Hình như nó đã cử quân đi đánh nhau. Mày chết. À, quân của nó ở kia. Oh, father, be praised. How can I help? For the old highest ever watchful. Come, sit, share my fire. Nó chiến tranh với ai mà nó được cử quân ra tận đây nhỉ? Sao nó không bị tiêu diệt nhỉ? Không biết mình có kịp mua xe bắn đá hay là nó kịp về. Nào. Úi dồi. Được một cái tài nguyên gì đây? Tăng 20% thu nhập từ giao thương. Cộng grow cộng public order. Trừ foods. Tăng cái này nữa. Và cái này để có ngựa. Nâng luôn cái thành lên nữa. Ngon quá. Có ngay cái ruộng ở đây rồi. Công trình này rất tuyệt. Đàm phán hòa bình. Không kịp rồi, chắc nó sẽ quay lại nó phe mình. Không sao. Một lượt mình có 1.200. Nó không thể di chuyển tới được, nó mất một lượt nữa mới có thể tới đúng không? We will walk the warrior's road together then. Ơ, lại được cả cái con này nữa. Tuyên chiến mình à? Được. Cuộc chiến của mình sẽ còn xa tận đây nữa kìa. Găng nhỉ. Ready for battle. Come, sit. Ready for orders. Oh, father, get moving. How can I assist you watching? Khử nó luôn, nó đang chiến đấu hành quân này. For the all highest. Mà đánh một trận đi chứ nhỉ? Không có để anh em lại bảo là không đánh nhau gì cả. Sự cung của mình nhiều limit. Làm trận tí cho anh em xem. Không được bảo không được xem đánh nhau. Rồi. Quân của chúng ta là vào dưới dạng quân tiếp viện. Ồ. Quân tiếp viện nó vào tận đây. Xem bọn cung phủ nó bắn đến đâu rồi. Tướng nó đâu? Dã tướng nó trước. Quân của mình đứng trên đỉnh đồi, lợi thế hơn. Group ready.
chúng nó không có kỵ binh. À, nó có một đội kỵ binh. The enemy's hidden units. Got them napping, did we? Our reinforcements have arrived. Bắn tên từ trên đồi xuống thì rất lợi lợi. Bắn thằng này chơi đi. Cho quân nó tràn vào. Ô, xe bắn đá. Thôi bắn vào đây đi. Gặp chết không mình. Giết mấy con ngựa nó đã. One of our units has used all its ammunition. Spearmen, fearless warriors. Vào đây. Swordmasters. Swordmaster, lên đây. One of our units has used all its ammunition. Our general is under attack. Shield wall now! Move it! Rồi, ném phi lưu về lưng tướng nó. Archers! Archers! Mấy thằng cung thủ này làm gì, đánh kiểu gì này? Bọn này chạy chậm thế. The men are wavering. Rồi, chết rồi. Levy! Tướng nó vẹo. Forward! They will bleed for us! For the old father! Swordmasters! Cut them down! Ôi dồi, quân tiếp viện bây giờ mới tới nơi này. Rồi, chúng ta xong rồi. The battle is turning in our favor. Vâng, chiến đang nghiêng dần về phía chúng ta. Nó cũng mạnh gớm chứ đùa đâu. Úi dồi ôi, mấy ông khẩu pháo này ông bắn tào lao quá. Swordmasters! Chúng nó chạy hết rồi. One of our units has used all its ammunition.
bắn ra cho anh. Giải quyết từ hàng một. One of our units has used all its ammunition. Trời ơi, đây là các cái lính đầy đầu đấy, các bạn thấy không? Lính rẻ nhất của nước Đức mà mình mua đấy, đội trận chiến của mình. Rồi, nhưng mà nó khá cùi, nhưng mà không sao cả. Nghĩa là chúng ta ăn được là được rồi. Lính của mình còn cùi nhất trong các loại lính luôn. Success, chúng ta đánh nhau. Sword and shield to my people. Come, sit, share my fire. Ready for kill the coward. Một trận đánh đơn giản. Xong. Mình đã định hòa mình với cái thằng kia, nó lại chuyên chiến mình là thế quái hả Father, be praised. How can I help? Cộng vào cái này để nó tăng tốc độ hồi máu cho quân này. Về đây đã. Có vài đơn vị bị thương. Cái này thì quân nó khỏe hơn. Ok. Mấy anh Spi yếu quá nhỉ. Thằng kháng hòa bình của nó xem nào. Are you brave or my ancestors were quite inventive with dolts like you. They used fire and skinning knives. Mình sẽ thay your tiếp hai đơn vị Spi này nữa. Hoàng đội kỵ binh. Rồi. Mày thích chiến tranh à? Được. I'm the one your mother warned you about. Nó đang lại sang kia kìa. Nó bảo mình chuyển nó là một thằng cộng morale trường tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Thirsty for battle. Chưa tuyển được kỹ binh à? Một lượt nữa. Move out. Tuyển cái thằng chính trị ra. Đây rồi, trong public order này. Deep peace to you. Oh father, be praised. How can I help? Ở đây mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa. Đây rồi. Vị tướng của chúng ta đây. Phải tự đề phòng. Fight with us. It's a good life. For the tribe. Oh, father, be praised. On the move, lads. Được sau mình sẽ cho cái con chính trị gia này nó vào quân đoàn của thằng mình đấy này. Sao cái thằng khỉ gió này nó lại chạy sang đất nhà mình làm gì nhỉ? Nó đứng ở cửa nhà mình làm cái gì đây? Thằng này nữa. Chưa biết nó làm cái gì nhưng mà nó cứ chạy đến đây là mình cũng mệt đấy. Giảm phí tuyển kỵ binh. Gì đấy? Hai thằng này hòa bình với nhau à? Oh father, be praised. How can I help? Sabotaging. For the tribe.
Wisdom, sit. Share my fire. Ready for. Chúng ta sẽ lấy hai đơn vị à. Đi sang đây. Warriors. Thay vào đó thì chúng ta sẽ tuyển hai đội ngựa. 1, 2, 3, 4, 5. Được. Nhiều cung một tí bắn cho sướng. Ôi giời, nó toàn lính speed này. Ăn được. Death in service of the tribe is honorable. Nó không dám tấn công đâu. Lực lượng quân ở đây thủ như này thì nó không dám tấn công. Hai Jack Nick Scott ra đời. Mười sáu đơn vị quân phòng thủ cộng với tướng nữa. Đây là một cái thành khá rắn. Nó sẽ không dám tấn công ở đây. Đàm phán hòa bình đúng không nhỉ? Are you brave or foolish? Không chịu à? My ancestors were quite. Mấy thằng này chiến tranh với nhau mà nó không đi đánh nhau, nó đứng ở cổng nhà mình làm gì ấy. Mua mấy con ngựa đã. Cứ phải có mấy con ngựa đã. Thì biết quần ở trong đó. Cắm trại. All father be praised. I'll just put that there. That didn't go as well for the as tribe. I had hoped. Thirsty for battle. Ready for battle. Tấn to công. The halls of heroes. Mày, nó phát quân ra đây. Ái dồ ôi, mình sẽ được bổ sung khá nhiều ngựa. Có 4 đội kỵ binh. Giải quyết trận chiến này đã. Nó không có kỵ binh. Mình có quân tiếp viện đã, để xem quân tiếp viện mình vào từ hướng nào đã. Thời tiết tốt. Đây à, quân tiếp viện vào từ đây à. Đông cung thủ vào thì có thể chịu đòn được. Nó không có kỵ binh thì mình sẽ cho kỵ binh của mình đi càn tốt rồi. Đi lùa đập vào sau lưng của nó. Giết tướng của nó trước. Rồi, chờ có tiếp viện vào đã. Nó buộc phải ra bởi vì mình sẽ có đá rồi. Our reinforcements have arrived. Đây rồi. Loudon watches over us. Trappers ready. Ready. Warriors group here. Đây là lính thủ thành. Đúng rồi. Lên. Úi dồi. Phá đâu, cứ đây mà bắn. Forward.
Scout Riders. Đường nó không lên à? Chưa chạy đến nơi đã gần chết hết rồi. The men are wavering. Ôi rồi. Cái gì mà chạy nhanh thế? One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. Turning in our favor. Yes. Tremble before the planet's rightsman. Stop. Nhanh gọn nhẹ. The gods guide our shots. Our general has fallen. Cái gì? Có tướng nào chết đấy? Cái thằng tướng mình kéo lên à? Thằng này á? Vẫn nguyên như này mà chết á? Ô, vãi chửi nhờ. Ô, nhiều lúc nó ảo, không thể tưởng. Còn nguyên quân chết có đúng mấy thằng, thế là kêu là chết này, đúng vậy không? 156 thằng, các bạn thấy rất là ảo, tiếc quá nhỉ, chết cái thằng này. Quay về đây đã, tướng kiểu quái gì không biết, ta tướng phụ. Chúng chính thì vẫn đây mà. Club Levy! Pull the charge! Warriors! Eagle of the blood! Scout Riders! Bạn phải thay vào một thằng tướng phụ khác rồi. Chắc phải cho thằng tướng của phe cũ này vào phe kia thôi. Còn 56 thằng mà chết tướng đi đâu chứ, 156 thằng.
Thế mà chết. Không hiểu nổi luôn. Wait on my word. Cái bản tướng đó này. Mãi chưa chết. One of our units has used all its ammunition. Đừng nó có chết đâu. Vãi. Vớ vẩn thật nhỉ. Tướng phe kia của quân mình nó có chết mấy đâu mà sao? Tự dưng báo chết nữa nè. Nó đúng mấy thằng quân chết. Báo tướng chết. Ảo lòi. Còn đầy nguyên máu, chết. You have further orders? Đây rồi. Ready for orders. Oh, father, be praised. How can I help? Cái này thì nó sẽ tăng Chagre bonus, nhưng mà chúng ta cần cái này trước đã, để có thể đặt hầm trồng đầy đá cũng dâng. Người Đức không sợ rét. Có điều mình cũng hết mất tiền rồi. Speak quickly and well. Talk greetings. Thôi là phán hòa bình nữa. Mình chưa muốn sang cùng bên đấy. Phía bên này của chúng ta ổn hơn. All father be praised. How can I help? Tăng điểm ngoại giao đấy đã. How can I assist you? Ready for battle. Warriors all. Getting on our way. Ready for orders. On the move, lads. 15 đơn vị quân. Thành này là không thể tấn công được. 21 đơn vị quân phòng thủ. Nó không ăn được đâu. Bleed, you can moan. Gathering supplies. Mình sẽ cố gắng giải quyết cái khu vực này. Xây cái nhà lính ở đây cho chắc. Cử mấy thằng chính trị gia của phe nó đi ngoại giao phát đã. Cho nó lấy vợ phát. Mất 300 đồng.
còn 6 lượt nữa. Ready for battle. Quân đoàn này của mình mình giết chết nguyên một quân đoàn của nó rồi như này thì không biết là liệu nó có làm gì mình không. Cộng 5 tinh thần chiến đấu hay thêm một tướng, tất nhiên là tinh thần chiến đấu. Tướng thì thiếu gì, tăng tinh thần chiến đấu trong vòng 4 lượt. The old father guides my steps. There is more I could do. For the all highest. Get on our way. Our path. You are welcome. Although my ancestors and people. Sao thì mình cũng đâu muốn tránh nhau nó. Tại nó gây sự trước ấy chứ. Có 300 một lượt thôi mà. Cho đi làm ngoại giao tẹt. Trừ 3. 5 lượt nữa. Mức độ kiểm soát của mình vẫn khá cao. Mùa xuân. Sao bị trừ public order này nào. Ăn được, bộ binh của mình tuy hơi yếu nhưng mà ăn được. 15 9. How can I assist heading out? Con lượt qua đã. Thank you, great ancestors. Cái thằng chính trị gia ở phe thằng phe khác kia nó bắt đầu tăng trưởng rồi đó. Lại lầm lè đưa quân đến đất của mình kìa. Lại định thu phục thằng tướng của mình. Tăng điểm trung thành mà đã. Rồi, ngọt rồi. Greetings. Speak plainly and without greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. You bless our meeting with these terms. I will show wisdom and accept them. 29 điểm. Mình đâu có thích chiến tranh với nó. Tại nó chiến tranh mình trước đấy chứ. Nó đứng ở biên giới à. Old father be praised. How can I help? Sabotaging. Is not lost. Thất bại. See, father, I told you I'd be a great man. Warriors all. Căng nhỉ? Bây giờ mình sẽ ăn đống nhỉ? Đánh một mục thì ăn được vậy. Cái chính là nó không có kỵ binh. Đây rồi. Greetings. Speak plainly and without idle purpose. This is fair to my giao đáng kể mình luôn. Tất nhiên trận này đánh bình thường thì mình không ăn được, nhưng mà phải đánh phục kích và đánh đêm. Đấy. Sở trường của mình sẽ là phục kích và đánh đêm.
Trời mưa thì cũng không thuận tiện lắm. Chỉ có đánh đêm thì các bạn mới có thể đánh được những trận kiểu này thôi. Đây, như thế này được gọi là đánh đêm trong hôm 2 các bạn ạ. Và ai cứ đứng như này là được rồi. Mình kiếm này hai đội này thôi. Warriors group. Grouped and waiting. Warriors eager for blood. Năm thằng cung thủ bắn thấm đòn luôn. Grouped and ready. Tường đứng đây. Chỗ nào yếu thì bắt đầu bổ sung. Mình lại có cả kỵ binh nữa, mình có thể cản chúng nó nát luôn. Tấn công phòng thủ cộng chiến 27 điểm. Nếu thắng được trận này chúng ta sẽ kiểm soát được thêm một cái làn nữa, mình sẽ cố gắng kiểm soát được toàn bộ cái vùng này. Vùng của nước Đức này. Cố gắng duy trì hòa bình đến một mức độ có thể. Đánh của nó cũng thường thôi mà. Trận phục kích và đánh đêm. Trận này là trận đánh đêm, chưa phải phục kích. Tremble before ready. Us! Scrappers ready! Ready! Battle ready! Tất cả bọn này đều được búp sĩ khí cả. Ballista! Pháo bắt đầu bắn rồi. We have discovered the enemy's hidden units. One of our units has used all its ammunition. Đây, tấn công ở đây. Sốc cho nó phát. Lùi lại. Đúng rồi. Có cái binh nó phải khác. Our general is under attack. Ready!
sốc thằng tướng nó phát đã. Rồi rút ra. Ra đuổi với thằng cung tên. Tướng nó giả, tướng ra để đập tướng nó luôn, bắn tướng nó luôn. Scout Rider. Rồi tắt đuổi mình đi. The battle is turning in our favor. Rồi lạ tên chết tướng đây. Mình này tuy cùi nhưng mà vẫn ăn được. The enemy general is dead. Rồi, tướng nó chết rồi. We'll kill them all. Fire! Sword masters! Levy! Have them down! Germanic warriors! Kill, kill, kill! Quân nó mạnh phết đấy rồi. The men are wavering. Mình chỉ toàn lính để đầu. Được rồi. Thảm sát bớt quân địch. Thôi rồi, kết thúc trận chiến. Và bây giờ còn một trận nữa. Đánh kiểu gì bây giờ? Khó nhất là bây giờ chưa đánh được. We can't do that. Ready for battle. Sit. Share my fire. For the all highest. For the all father. Fall back! Your next command? Ready for battle! For the tribe! Đội cái binh của mình nhận thương nặng quá nhỉ? For the All Father! Này, attack tiếp. Nó chỉ toàn quân dự bị nhỏ. Chết. Ready for further orders! Tăng khoảng cái này nó sẽ tăng ha. Đây đã. Để di chuyển xa hơn nữa. For the tribe. When your feet bleed, you can move. Lên đây để tiếp viện tiếp cho quân này. The way is shut. We cannot pass here. Thế nào nhỉ? Sao không di chuyển được này? Our path is blocked. Thirsty for blood. Wipe them out. To my people, ready for orders. Ready for battle. Rồi, đây mới là đoàn kết liễu. Wow. Phải thế mới giết được hết chúng nó. On the move, lads. Move out. Thầy nó không có quân mấy. Ready for orders. I welcome you, worthy speaker. Tạm thời yên ổn đã. Cái thằng này thì bây giờ anh già bị thằng Bonnie thì nó chiếm à. Tình hình thế giới không yên ổn thế nào. Mình sẽ cố gắng kiểm soát toàn bộ cái vùng này. Ngày qua có cái tài nguyên này. Nó tăng khá nhiều tiền cho mình. Đây có gỗ nữa này. Cái vùng nước Đức này khá nhiều tài nguyên.
Oh, thằng kia nó chạy sang đất của mình kìa. Không được. Có một vụ ám sát à? Bảo vệ anh ấy. Tăng morale, giảm upkeep. Cảnh báo. Nguy cơ có thể xảy ra, đảo chính quân sự đã bắt đầu. Sit, friend, and let us talk. You speak. Mặt nó xanh với mình. Ready for orders. Laying siege to their hovels. Xong. Nhanh chân, không thì thằng này nó vào nó chiếm mất. Mất hai đơn vị quân này. Chuyện nhỏ. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học đi. Mình không xây cái công trình nào tăng tốc độ nghiên cứu khoa học à. Cái này tăng tương thực nữa này. Vùng cảng này thì có lẽ xây một cái nhà lính. Xây nhà lính ở phủ nghe có vẻ không hợp lý lắm. Thirsty for battle. Nó xong rồi. Well met, friend. Sit and let your. Chắc là phải ngoại giao với thằng này. Greetings. Now. Hay quá. The gods will rejoice. Ôi rồi tốt rồi. The gods will rejoice at the words we. I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known to have. Tạm thời yes. Đã. Your words show wisdom. Thằng này thì mình sẽ phải tiêu diệt để thống nhất lãnh thổ. Sit, friend, and let us talk, and let us have. Rồi. Ready for sword and shield to my people. Khá nhiều tiền rồi đấy. Ready for battle. Ôi, quân của mình thương nặng quá. Mới có thứ ba, chưa tiệc căng. Ở đâu cũng chết đủ. Cái thằng kia mặt nó xanh với mình, chưa thấy có vẻ gì là nó sẽ thân thiện với mình. War! Đấy. We will make your homes a wasteland. Mặt nó xanh nhưng mà nó lại thích đánh nhau mình. We do not. Rồi ok. Liên minh we have à? Simple. Cộng đồng trung thành. Tốt rồi. Oh, father, be praised. How can I start out? Thằng khỉ này nó cứ thích chiến tranh mình nhỉ. Thế thì phải diệt nó rồi. Mình đã tha cho nó. Vậy mà nó không biết điều. Đang định tấn công lên trên này để kiểm soát nốt cái vùng này. Có 7 quân vào cùng. Cộng với đám này nữa. À chỗ này mình có thể đổi quân sang cho nó khỏe quân. Nào mày thích vào đây ăn nè, cho mày ăn luôn. Mình tích được một cái lượng tiền đủ để có thể xây dựng các công trình khi cần. Thằng này bây giờ lại thân thiện mình rồi. Như vậy là yên tâm rồi. Thằng này cũng vậy. Well met, friend. I will. Chơi đã, tạm thời chơi đã, để duy trì điểm ngoại giao. Chúng ta có gỗ này, có amber, phách. Thế này,
tất cả chúng nó đều rất là thích. Thằng này thì nó vẫn đang chiến tranh với thằng này. Mình đang thân với một số các phe Đức ở phía này. Nói chung mình đã tạo được một cái lá chắn bên này khá ổn. Thằng này thì chắc là sắt bọn này nó cũng sẽ đánh nhau với mấy thằng này. Nói chung là phía bên này của mình là ổn. Ready for battle. Thirsty for battle. Quá đẹp. Thirsty for battle. Sao vẫn 18 đơn vị quân nhỉ? Ready for orders. Thirsty for battle. Ready for battle. Thirsty for battle. Kinh tế của mình sập sệ quá thằng này. Rút quân về nước đấy. Ready for orders. Ready for. Cái này là đang hồi quân nó nhanh đã. The gods have been kind. Khi mà mạnh hơn chút xíu nữa thì mình sẽ nghiên cứu vào cái nhánh quân sự để tuyển lính xịn đã. My proud people treasure the blood bond between us. Từ từ. Ready for battle. Tăng điểm ngoại, tăng điểm trung thành nữa. Trời đất ơi, 9 điểm trung thành rất tốt. For the all highest. Lương thực khá nhiều. Chị An thì không được tốt lắm. Quân đoàn này ăn được không nhỉ? Bớt vào đội cung. All Father be praised. How can I help? Cho quân đi tiếp viện này đánh chắc được. Ba lượt rồi, lượt nữa là xây cái nhà lính. Bình tĩnh. Nó đâu có đánh được mày đâu. For the tribe. 17 quân. Thirsty. Ready for battle. Lại phải đánh đêm tiếp à? Khá nhiều quỷ đá. Cho nó lại không biết điều, nó lại còn đòi đánh mình, thế thì nó phải chết. Lại một trận đánh đêm. Sao trời lại cứ mưa này? Ôi,
Trời mưa thì không bắn được đạn lửa rồi. Điên, không bắn được đạn lửa. Scott Rider. Sau này thì mình sẽ có đội kỵ binh mạnh hơn, nhưng mà để đầu thì cứ dùng Scott Rider. Bút tinh thần chiến đấu khi đánh đêm. Chưa vào tầm bắn của pháo. Rồi đấy, di chuyển khôn đâu, đứng nằm ngoài tầm bắn của pháo binh. Quân của nó đang bị rối loạn này. Bắn vào đây. Chết rồi, tướng nó là tướng kỵ binh à? Mình không để ý rồi. The men are wavering.
is true! Riders, forward! They will bleed for us! Spear levy! Battle ready! And eager! Germanic warriors! Scouts! Riders, advance! Gây rối loạn đội hình của nó đấy. Melee fighters, ready! Missiles, ready! Scout riders! Advance at speed! Chớm ở nhà rồi, lên đây ăn đi xem nào. Archers! Fire! Loose! Our general is under attack! Germania! Có ghê nhỉ? Chúng nó nhấp nháy rồi. Our units has used all its ammunition. Levy! Spear levies! The battle is turning in our favor. Scout riders! Fearless warriors! Jada! Scout Riders! Gotcha! Globe Levy! One of our units has used all its ammunition. Archers! Get running! As you say! Sons of Woden! Lead them! Ballista! Spears ready! Xong rồi. Scrappers ready. Phải nâng cấp lính nữa đâu. Chơi mấy ông lính để đầu để đánh nhau một cười đã. Một đơn vị lính cận chiến của mình bị thương nặng. Còn lại thì đã tiêu diệt được hết quân của nó rồi. Mà đội ngựa kia của mình chắc sắp gần dẹo. Cái này nó sẽ tăng tấn công cho kỵ binh. Cái này tấn công cận chiến cho bộ binh này. Tăng tấn công và phòng thủ cận chiến. Tăng giáp nữa này. For the tribe. Tribe! Move out! Ready for battle! Lại một thằng tướng nữa. Ngày này có một con ngựa. Ăn rồi, buộc phải ăn. Lâng cấp nhà lính lên để tuyển quân mạnh hơn nào hay không? Với mấy cái lính này thì đến đánh đến mùa quýt mới ăn được chúng nó mất.
Admirable orders! Wade is your word! Grouped and ready! Tướng của nó là tướng kỵ binh. Thế thì mình không thể ẩu được. Missile riders! Sword masters! Club levy! Tướng của nó tướng kỵ binh. Group battle and ready! Warriors group! Ballista! Tướng nó tướng kỵ binh. Được cái là quân đoàn của chúng ta vừa lên cấp và tăng thêm giáp và phòng thủ của quân. Tăng cả giáp và phòng thủ cận chiến. Cả sát tướng thì búp và tấn công và phòng thủ cận chiến, còn pháo bắn đạn lửa bắn trong màn đêm chắc là đẹp lắm nhỉ. Đủ cố gắng lên núp rider à. Aiza. Sleekers! We hunger for blood and battle! Rồi. Ngon. The gods guide our shots. Sword masters. Archers. Now. The men are wavering. Our general is under attack. Kill them all! Sword masters! Warriors of Germania! Scout riders! Club levy! They will bleed for us! Missile arm! Warriors! Quái nào nhỉ? Mất cung này. Forward! Club levy! The battle is turning in our favor. Bắn đội quân địch coi. Anh già. Ballista! Tôi mình phù quá. Chuyển đến chiến sĩ nó một tí thôi. Move out! Spearmen! Warriors, move out!
spin này thứ nặng luôn. Cái nhỏ này tinh thần chiến đấu nó lì quá nhỉ. Vất vả quá, tuyển quân mạnh mạnh như thế thôi. Đánh 2 trận liên tiếp. Chiếm cái thành này, nâng cấp cái nhà lính nữa. Sword and shield to my people. Pour the truck. Sword and shield. Mày chết. Ready for order. Getting on our way. Lượt sau tấn công cũng được. Đây. Warriors all. Thirsty for battle. Ready for battle. Ôi, quân đội của mình thương nặng thế này. Ready. Mà bây giờ mình có khá nhiều tiền mà. Nóng bọn này lại. Fight with us. It's a good life. Thế, về sau là lại có quân mạnh mạnh để đánh nhau rồi. Lo gì? Chiếm nốt cái tỉnh này. Khổ thân thằng này quá, bây giờ bị đánh. Tiền thì bây giờ mình cũng khá khá. Trung thành cũng khá cao. Thiếu mỗi cái nhà lính nâng cấp. Chả có nghĩa lại lưng nhà lính ở đây. The gods speak. Liên minh phòng thủ lúc này chưa phải là lúc hợp lý. Warriors all. Aidan Kichitan. Mày chết. Ngu gì mà anh đánh luôn cả cái lính trong thành. Đợi thằng kia vào anh giết thằng này trước đã. Đấy. Ready for orders. Thirsty for. Rồi. Có vài là quân dợ con rồi ạ. Mày chết. Cái thuyền này thì sao mà. For the tribe. Ồ, ở đây cũng có mỏ này. Giàu có thế nhỉ. Xây cái nhà lính ở đây đi. Xây cái nhà lính ở đây. Ở đây cũng có mỏ amber. Đây cũng là một mỏ amber. Chính xác mình cũng không thạo lắm cái phủ phương Bắc này.
We will gladly listen to your offer. Come, sit, share my fire. Thôi được rồi, qua lửa đã. Rồi ôi, giàu quá, nhiều tiền rồi. Lên cái nhà lính đây nữa. Tuyển thêm ít quân. Không nghe chừng mà cái dùng mấy cái thằng quân đầy đầu này nguy hiểm lắm. My proud people treasure the blood bond between us. Gold freely given and gratefully accepted. Chưa. Iron Maiden. Oh, Father, be praised. How can I help? 19 nhân viên quân. Getting on our way. Come, get to it, men. For the all highest, starting out. Cái thành này à, 15 đơn vị quân phòng thủ rồi. Đây rồi. Cần phải xây ở đây cái công trình điện thờ đó. Tăng trị an đồng thời tuyển cái đội Wuzaspi. Có thể là mình sẽ bắt đầu thanh lý đội quân này. Có đã, thì bắt đầu mới thanh lý được. Oh. Chuẩn bị. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.